lễ hội mua sắm hàng Nhật Bản 2015 tại Nguyễn Kim. Sản phẩm Nhật Bản giảm giá đến 30%. Mastercard mua cà thẻ rẻ hơn tiền mặt, giảm ngay 500.000 đồng cho khách hàng mua sản phẩm Nhật Bản, thanh toán bằng thẻ Mastercard. Hàng chục ngàn quà tặng thiết thực cho khách hàng trong lễ hội mua sắm hàng Nhật Bản. 20.000 hộp bột giặt quay cho 5.000 khách hàng mua sản phẩm máy giặt thương hiệu Nhật Bản. Tặng 2.000 bếp hồng ngoài cơ sân hầu cho 2.000 khách hàng mua sắm đầu tiên trong ngày 9 tháng 10. Hỗ trợ mua sắm trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng từ ngân hàng ANZ, Vietinbank, Sacombank, Citibank, Shinhanbank. Ngoài ra khách hàng không có thẻ được mua trả góp tiêu dùng lãi suất ưu đãi. Máy giặt Toshiba 7kg, nhập khẩu Thái Lan, giá chỉ còn 4.300.000 đồng, tặng thêm bình đùng. Tủ lạnh sáp 180 lít, giá chỉ còn 4.500.000 đồng, tặng thêm bộ tô cao cấp. TV LED Toshiba 32 inch, giá chỉ còn 5.790.000 đồng, tặng thêm bình đùng. Nồi cơm điện sáp 1,8 lít, nấu cơm công nghệ 3D, giá chỉ còn 1.800.000 đồng. Khách hàng tham gia mua trực tuyến trên nguyễnkim.com để hưởng thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn và quà tặng giá trị. Đặc biệt tại ứng dụng Nguyễn Kim Mobile App Store để mua sắm dễ dàng trên điện thoại di động. Lễ hội mua sắm hàng Nhật Bản chỉ có tại Nguyễn Kim.